quý vị, lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 tới đây với chủ đề Hương vị quê hương. Hứa hẹn sẽ là một sự kiện hấp dẫn, không thể bỏ qua đối với người dân và du khách đến với thành phố biển dịp này. Diễn ra từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 6 tại khuôn viên bờ Đông Cầu Rồng bên bờ sông Hàn, lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng năm 2019 sẽ có nhiều hoạt động về ẩm thực thú vị cho các đầu bếp danh tiếng đến từ 13 quốc gia gồm Đức, Mexico, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Sri Lanka, Liban, Thụy Điển, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Malaysia và Singapore thực hiện. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách cũng sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật đường phố, diễu hành carnival ẩm thực, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực, trải nghiệm tinh hoa ẩm thực miền Trung. Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện này sẽ là điểm nhấn mới trong danh sách các sản phẩm du lịch không thể bỏ